Xin chào mọi người nhá. Hôm nay nhà em lại làm bột ngải đen và bột ngải chống độc cho khách cho các bác này. Này, em có sẵn các mặt hàng như là ngải đen tươi này, ngải chống độc tươi này, ngải đen khô như trên hình này và ngải chống độc khô nhá. Và ngải đen nghiền bột và ngải chống độc nghiền bột đây các bác này. Để đóng hộp như này cho các bác xem. Rất là thực tế luôn nhá. Hàng này là hàng loại 1 nha các bác nhá. Hàng loại 1 thì nó có màu tím đẹp như vậy đấy. Màu tím đen đẹp như vậy nhá. Nghiền ra nó mới là hàng loại 1. Là những cái củ già như thế này này. Các bác xem này. Đấy, toàn những củ già như này. Đấy. Thì nghiền thì nó mới ra được cái màu như này. Còn nếu mà cái hàng mà nó cái màu cho bếp ấy, màu lông chuột ấy thì cái đấy là cái hàng loại 2, loại 3 rồi các bác nhá. Cái hàng đấy là nó chưa đủ độ già và hàng khi mà ta bổ cái củ tươi ra thì nó có màu tím nhạt hoặc là thậm chí là gần như là trắng luôn. Thì nghiền nó mới ra cái màu đấy. Đấy. Còn cái hàng này là cái hàng loại 1 thì đang giá nó là 350.000 nghiền bột nha các bác nhá. Còn cái đây như cái mà hàng khô đây. Thái lát này đang là 310.000 một kg các bác nhá. 310.000 một kg. Bác nào lấy số lượng lớn nhiều thì mới được giảm bớt một chút được. Này. Còn cái hoặc là miễn ship được. Này. Cái còn nếu mà mua lẻ thì là không miễn ship được và cái giá thì nó như vậy là cái giá rất là phải chăng này các bác ạ. Này. Các bác nào mà làm lấy mua tươi về mà làm nên là biết thôi. Nếu mà được cái hàng mà nó chuẩn gọi là già củ này, rồi là đất nó khô này thì khoảng 2,7 đến 2,8 kg tươi thì được 1 kg khô như thế này hoặc là nghiền bột thế này. Nghiền bột nó còn hao nữa cơ. Đấy. Còn nếu mà phải cái lúc mà nó đất nó ướt, củ chưa già. Đấy, rồi là khi mình mua về của dân thì dân nó làm không sạch, nó nhiều đất ấy. Thì phải đến 3 kg mới được 1 kg bột này, 3 kg mới được 1 kg khô này và thậm chí là 3,3 kg có lúc em làm ấy, cho nên là nếu mà tính không sát thì mình làm ra là lỗ luôn, mất công luôn các bác ạ. Đấy, chị em nói thật chứ không có phải là nói là nói quá lên đâu các bác nhá. Đấy, có gì em nói đấy, cho nên là cái dạo trước em bán là có 300 với 301 kg bột đấy. Đấy, là em lỗ. Mình tính không sát được, bởi vì cái lần mà mình làm đầu tiên ấy thì được cái củ già, rồi là cái củ mà nó không có nhiều nước, đất nó đang còn khô ấy, thì là có 2,7 2,8 kg một ký bột một ký này thôi, ký khô này thôi. Nhưng đến lúc sau thì cân mà trời ơi, nó lên đến 3 kg rồi, có đợt lên đến 3,3 kg mới được 1 kg khô như thế này. Thế này quá là lỗ luôn các bác. Đấy. Nên em phải điều chỉnh giá lại các bác nhá. Các bác thông cảm cho em, cũng rất muốn bán rẻ cho các bác, để một số bác trong miền Nam là còn làm từ thiện giúp bà con nữa, bởi vì người ta có bệnh thì khổ lắm rồi các bác ạ. Đấy, nhất là những cái bệnh về ung bướu ung thư. Đấy. Rồi là các bệnh về dạ dày, xương khớp, rồi là trí nội trí ngoại. Thì đấy là những cái bệnh lý mà người ta dùng ngải đen này chữa rất là hiệu quả luôn nha các bác nhá. Đấy, chữa rất là hiệu quả về cái, những bệnh lý trên. Đấy, đau nhức xương khớp này, đau lưng mỏi gối này, rồi là ung bướu ung thư, bây giờ các loại khối u trong cơ thể ta, rồi polyp đại tràng này, viêm đại tràng này, viêm ruột nói chung này, viêm loét dạ dày tá tràng này thì đều dùng cái củ này cả. Và thậm chí là nó tiêu mỡ máu, cho nên rất tốt cho những người mà có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rồi những người béo phì. Đấy, dùng cái này để tiêu mỡ đi các bác ạ, vì tính nó nóng mà nó đốt cháy cái tế bào trong cơ thể chúng ta, là nó tiêu hao cái năng lượng trong cái mỡ của chúng ta, nó đốt cháy mỡ của chúng ta thì làm cho cái cơ thể chúng ta là nó sút cân được từ cái chỗ là tiêu mỡ máu. Mọi người ý thế. Và cái hàng này thì thường là kết hợp với lại cái ngải chống độc này, nhất là những người bị ung bướu ung thư hay là bị bệnh đường viêm ruột, rồi là viêm loét dạ dày tá tràng, thì ta kết hợp hai cái vị này với nhau nha các bác nhá. Đấy, còn nếu mà đau nhức xương khớp thì ta dùng mình cái vị này cũng được. Đấy, tuy nhiên thì đôi khi là với một số người mà dùng mà nó không ưa ấy, thì nó có phản ứng phụ là nó có thể là bị giật này. Đấy, hoặc đau đầu, đau mê, tê mỏi hết cả người, ẩm hết cả người ấy, thì cái đấy là cái người ta gọi là công thuốc, cái hiện tượng đấy là trong đông y người ta gọi là công thuốc các bác nhé. Thì người ta dùng cái ngải chống độc này nó đỡ hẳn luôn, nó không bị cái công thuốc đó chống giật đấy. Thì là các bác kết hợp với nhau hai cái vị này. Còn liều lượng như nào các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0388984400, và đó cũng là số Zalo của em luôn, để em tư vấn một cách cụ thể hơn cho các bác nhé. Còn hàng ở đây thì em có nhiều loại lắm các bác ạ. Nhà em làm rất nhiều loại và sản phẩm ngải đen là cái sản phẩm chủ lực của cái kênh đông y của em hiện nay. Đấy, ngải đen và ngải chống độc đấy là cái sản phẩm chủ lực. Đấy, tuy nhiên em còn làm rất nhiều các mặt hàng khác nhau, ví dụ như cả sâm cao đen này, tức là về cái thuốc chữa ipsilinam đấy, này sâm cao đen đây này. Đấy, em chưa ghi cái nhãn mác, chưa ghi lên đây cái gì cả, nhưng mà mình nghiền bột ra vậy này để mà dùng nhá. Cái này là chữa ipsilinam, gồm có các cái bệnh lý sau, một là giảm ham muốn tình dục này, thì cái này nó làm tăng ham muốn nhá, bởi vì nó sản sinh ra cái testosterone nam, đấy, là tăng cường cái ham muốn tình dục nam, đấy, giúp chữa suy nhược thần kinh nam, chữa liệt dương, đấy, khó cương cứng ở nam giới.
Rồi là những trường hợp mà vô sinh hiếm muộn ở nam giới do tinh trùng loãng, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng thì dùng cái bột ngải đen này rất là hiệu quả nha các bác nhé. Em xin lỗi là bột sâm cao đen nhá. Bột sâm cao đen này rất là hiệu quả luôn đấy. Đây là bột sâm cao đen, em lưu ý là các bác ấy. Đây có hai hộp này, bột sâm cao đen đóng cho khách đây này. Để mà chữa yếu sinh lý nam, vô sinh hiếm muộn ở nam giới do tinh trùng loãng, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, có cương cứng liệt dương những trường hợp đó. Rồi là cái này nó ngoài chữa yếu sinh lý nam thì nó còn chữa suy nhược thần kinh tim này. Nói chung về vấn đề thần kinh thì cái này rất là tốt này, suy nhược thần kinh. Vì vậy mà nó có khả năng chữa cái bệnh là yếu tim, suy tim. Các bác nhá, những người mà hay bị yếu tim, suy tim thì dùng cái bột sâm cao đen này, rất là tốt. Và cái này là cái bài thuốc này mà chữa yếu tim, suy tim ấy, là em mới biết gần đây thôi, đó là do cô Lương Y Nông Thị Hiền ở thôn Nà Ven, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, là cô chia sẻ cho là nó dùng để chữa cái suy nhược thần kinh tim, yếu tim, suy tim. Cái đấy là cô chia sẻ cho em đấy các bác nhá. Đấy, bác nào mà dùng nó để chữa cái bệnh lý đấy thì cứ tham khảo với em này, về cái liều lượng và cách sử dụng này. Đây bột ngải chống độc em nghiền ở đây các bác này, xem này, nó trắng hơi vàng vàng một chút này, bột ngải chống độc này. Còn đây là ngũ gia bì gai này các bác này, còn gọi là nhục thông dung nam, hoài sơn đỏ làm khô thì nó có màu như vậy này các bác nhá. Đấy, đây là những củ già đỏ này các bác nhá. Đấy, những củ già đỏ thì nó làm nó mới được cái màu sắc như thế, và thứ hai nữa là nó mới đẹp màu. Đấy, nó giúp chữa các bệnh lý liên quan đến là gan thận xương khớp này. Đấy, gan thận xương khớp, dương khớp các bác lưu ý em, gan thận xương khớp, rồi là cả bệnh tim mạch nhá, các bệnh lý liên quan tim mạch là cũng dùng cái ngũ gia bì gai này đây. Đấy, còn nhiều người đưa lên trên mạng và có nói là nó chữa liệt dương thì cái này có cái tác dụng chữa liệt dương các bác ạ, bởi vì là nó giúp tốt cho gan, mà gan thì chủ về gân cơ. Đấy, cái bộ phận thì các bác biết rồi, nó là gân cơ mà. Đấy, anh nào bị liệt dương là do cái gan, chức năng gan nó yếu quá rồi. Đấy, nó khó cứng cứng. Thì ta dùng cái ngũ gia bì gai này, còn gọi là nhục thông dung nam hay là hoài sơn đỏ thì có cái tác dụng là chữa liệt dương đấy nha các bác nha. Đấy, nhưng mà chủ yếu nhất là về tim mạch, gan thận, xương khớp là dùng cái ngũ gia bì gai. Thế còn liều lượng như nào các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0388981410. Còn về cái củ ngũ gia bì gai này tươi thì em đang bán 50.000 kg tươi này, còn khô này em đang bán với cái giá là 150.000 một kg khô này. Đấy. Còn ở đây cái ngải chống độc là em bán bột đây là 250.000 các bác nhá. Ngải chống độc đây. Còn nếu mà ngải chống độc thái lát thì là 220.000 trong cái khoảng đấy. Xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo.